Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6 quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em bài số 8 gồm có 3 clip, tiết 1, tiết 2, tiết 3, và người ta đã nắm được các cái vật liệu này, nhiên liệu này, nguyên liệu thông dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta được không nào. Cũng trong cái chủ đề năm này chúng ta sẽ đi sang ở một cái phần nữa, đó chính là lương thực và thực phẩm. Như vậy trong clip này thầy sẽ quay cho các em ở bài số 9, đó chính là một số lương thực thực phẩm thông dụng các em nhé. Như vậy thì bây giờ trong clip này á, tại vì cái bài này cái kiến thức nói chung nó cũng dễ hiểu và nội dung người ta ghi nó cũng ngắn, nên thầy sẽ quay ở cái bài số 9 này trong một clip các em nhé. Ok. Rồi, chúng ta sẽ về phần mục tiêu á, sau khi mà học xong cái bài này thì chúng ta sẽ nắm được các mục tiêu này được chưa nào. Đấy, thầy sẽ trả lời cho các em ở cái câu đầu tiên. Bữa ăn hàng ngày gia đình em có những món nào? Có một số món, ví dụ như không biết là nhà các em như thế nào, nhưng mà nhà thầy này thì nhất là chắc chắn cái món ăn không thể thiếu trong mọi bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt Nam, đó chính là món gì? Món cơm này, đúng không? Món cơm đây là món chính này. Mặc dù cái đồ, những loại thức ăn, ví dụ thịt, cá, trứng, rau có thể không có, nhưng mà không thể nào không có cơm được, không? Như vậy cơm này chính là một cái lương thực chính trong của người Việt của chúng ta. Đó nè, ngoài món cơm ra thì kèm theo ví dụ như là các món trứng nè, thịt kho nè, hoặc là thịt luộc, đó nè, hoặc là cá chiên, hoặc là canh khổ qua, hoặc là canh bí đỏ, đậu nè, vân vân. Thì cái này nó rất là dễ, nên là gia đình của mình ăn cái gì thì chúng ta sẽ kể ra cái đó được chưa. Dù chúng ta có thể liệt kê các món rau, món chiên, món canh, món xào, nhưng mà phải có cơm các em nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần 1, các lương thực thực phẩm thông dụng. Rồi thì ở đây ở cái hình 9.1 người ta cho chúng ta thấy một số lương thực thực phẩm thông dụng này. Thông dụng nghĩa là hay dùng ở trong cái đời sống của mình nữa nè. Ở đây kể tên các lương thực thực phẩm trong cuộc sống. Đây, cái này là cái gì các em? Đây thầy sẽ kể luôn nè. Đây chính là gạo này, đây chính là sắn mì này, cái đó nè, sắn này. Có một số địa phương thì gọi là mì, được chưa nào? Như Phú Yên của thầy là gọi là sắn, nhưng mà người Bắc thì hay gọi mì em. Cái này là khoai này, khoai lang này, chung là khoai. Đây là gì? Ngô nè. Một số nơi thì gọi là bắp, chỗ thầy là bắp nhưng mà người Bắc gọi là ngô, được chưa? Đấy, nhưng mà từ chính xác đó chính là ngô em nha, ngô. Còn là một số thực phẩm này, ví dụ như ở đây là gì đây? Nói chung đây là cam, gọi là trái cây đúng không? Trái cây, trứng nè, ở đây cụ thể là cam nha. Đấy, được nè, sữa, thịt, đúng không? Thịt này, cá này, đấy, rau này, cụ thể đây là rau cải này, được chưa? Đây chính là một số cái loại, đây là bên đây là lương thực này, bên đây là thực phẩm này. Hình ảnh nó rất là bắt mắt, tại vì cái bộ sách mới này cả ba bộ luôn em, cánh diều, cái nói tri thức và chân trời sáng tạo, thì bộ nào cũng in màu và hình ảnh rất là sống động, nên khi chúng ta học là chúng ta cảm thấy rất là gần gũi, dễ hiểu. Đấy, cái ưu điểm của bộ sách này là như vậy. Rồi như vậy lương thực như đây, thực phẩm như rồi, phần này em ghi thì ở chỗ đây môn là ok, các cái lương thực thực phẩm thông dụng thì cho nè. Ta đi sang phần 2 em nha. Bây giờ trong phần 2 đó chính là vai trò của lương thực thực phẩm. Thì nếu như mà em thấy là trong cái đời sống của chúng ta về lương thực và thực phẩm thì gần như nó gọi là mặt hàng thiết yếu. Em thấy cái đại dịch Covid-19 này thực hiện các chỉ thị 16, 15 của chính phủ, nghĩa là xã hội giãn cách, đúng không nào? Thì khi đó mọi người rất là ít khi mà ra ngoài đường để mà mua thực phẩm, thậm chí là phát cái phiếu dù 3 ngày đi chợ một lần. Nhưng mà đối với những cái mặt hàng là lương thực thực phẩm thì những cái ở ngoài chợ, những mặt hàng này là vẫn được bán, vẫn được bày bán. Tại vì sao được bày bán? Tại vì cái lương thực và thực phẩm này
nó là mặt hàng thiết yếu cho con người chúng ta. Nếu không có lương thực thực phẩm thì con người rất là khó tồn tại được. Em hiểu chưa nào? Rất là quan trọng cơ thể người chúng ta. Như vậy lương thực thực phẩm cung cấp chất thiết yếu cho cơ thể con người như là tinh bột này. Tinh bột ví dụ như ở đây là gạo, ngô, sắn rồi đấy. Đường này, đường thì có rất là nhiều, ví dụ như là đường mía, đường thốt nốt, vân vân ha. Chất béo ví dụ như là các loại dầu hoặc là thịt mỡ rồi đấy. Không, chất đạm ví dụ như là thịt, trứng, cá này cung cấp chất đạm này, vitamin có nhiều trong loại các loại trái cây, ví dụ như là vitamin C có nhiều ở trong cam, chanh, vitamin A có nhiều trong cà rốt hoặc là quả gấc hoặc là quả ớt ha. Chất khoáng thì có nhiều ở trong các loại hải sản chẳng hạn ha. Ok rồi, thì bây giờ ở đây người ta có đưa chúng ta một câu hỏi này, hãy cho biết vai trò của lương thực thực phẩm đối với con người này. Như vậy thì ở đây chúng ta gặp được dòng thứ nhất, cái ý đầu tiên này. Đấy, cung cấp này, tinh bột cung cấp năng lượng này, thấy không? Năng lượng, chất béo đó chính là cung cấp năng lượng cho cơ thể này, hoạt động sống cơ thể. Ghi vô nha, một ý này, hai ý này. Chất đạm đó chính là một trong các thành phần cấu tạo cơ thể sinh vật, chúng tham gia cung cấp năng lượng và tham gia hầu hết các hoạt động cơ thể sống sinh vật ha. Ở đây này nghĩa là chúng ta phải để ý, ví dụ tinh bột thì người ta quay các cái loại thức ăn này là cung cấp tinh bột này, ví dụ như là gì, gạo này, khoai tây này, rồi bánh mì rồi này đấy. Còn chất béo ví dụ như là dầu này, ví dụ như là dầu các loại dầu thực vật, ví dụ dầu dừa hay dầu lạc hay là dầu mè. Còn ở đây là mỡ này, mỡ động vật, dầu thực vật và mỡ động vật, ta nói tóm lại như vậy. Còn chất đạm thì ví dụ thịt, trứng, cá gần như ba phần như vậy ha. Ngoài ra các cái loại đậu, ví dụ đậu xanh, đậu đen, lạc rồi đó. Ok, các loại vitamin thì thường là có nhiều trong rau củ quả nha, rau rau quả ví dụ như là các loại trái cây hay là các loại rau. Chất xơ, ví dụ chất xơ thì có nhiều trong các loại rau nha. Hiểu nè, thì em ghi bốn cái gạch đầu dòng này vô. Em có biết điều gì xảy ra nếu như cơ thể chúng ta thiếu vitamin và chất khoáng? Thì ví dụ như ở đây thiếu vitamin A gây gì đây em? Khô mắt này có thể dẫn đến mù lòa này, thiếu sắt có thể dẫn đến bệnh thiếu máu, thiếu iốt gây kém phát triển trí tuệ. Như vậy thì mặc dù á, thầy nói ví dụ như người phụ nữ ấy, người phụ nữ mang thai đúng, người phụ nữ mang thai thai thì hãy uống cái gì đây này, hãy uống cái này này, sắt sắt không đại, không phải là mua một cái cây đinh sắt xong uống đâu nha, mà ở đây sắt dưới dạng là dưới dạng vi lượng tính là miligam, và người ta ra ngoài tiệm thuốc tây người ta mua cái viên thuốc sắt cho ngoại nôi mình thiếu sắt ghi làm một bụng sắt như này cho vào ly nước rồi uống cái là thôi xong á, lủng hết dạ dày bao tử hết nha em nha. Đấy, hiểu chưa, nó dưới dạng vi lượng nhưng rất cần thiết cho cơ thể của mình em nha. Ok, như vậy thì cái vai trò người ta nắm rồi. Ở đây này cho biết tên các lương thực thực phẩm, dầu này, tinh bột, đường thì ở trên này có rồi nè. Dù tinh bột đường thì kể một số cái, ví dụ như cơm hoặc là bánh mì hoặc là sắn vân vân. Chất đạm ở đây trước luôn đây, chất đạm ví dụ là thịt, trứng, cá, đậu đó nè, vân vân. Chất béo thì ở đây em ghi là dầu thực vật, dầu thực vật nha, chứ không phải dầu tivi đâu nha, dầu thực vật với mỡ động vật. Vitamin thì chất khoáng ví dụ như trong các loại rau với lại là trái cây. Trái cây ở đây ví dụ như là chanh này, cà chua này, vân vân. Nè, cà chua, cái chữ chua như ghê chứ. Đấy, rau ví dụ rau cải này, súp lơ này, vân vân. Được chưa? Như vậy chúng ta đã nắm được cái các cái vai trò của lương thực thực phẩm rồi đúng nào, và chúng ta cũng có thể kể tên được các cái chất ví dụ thuộc nhiều chất chất đạm này, chất béo, vitamin, đường bột vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang một phần nữa, đó chính là tính chất của lương thực thực phẩm ha. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là lương thực thực phẩm rất đa dạng, chúng có thể có dạng như tươi sống này, rau củ, cá tôm hoặc là qua chế biến như là cơm, cá, rán, thức ăn tổng hợp ha. Nghĩa là chúng ta đi siêu thị thì em thấy cái mặt hàng lương thực thực phẩm này cực kỳ đa dạng luôn em.
nó tươi sống, có đóng hộp, có sấy khô, có vân 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 các kiểu ha. Như vậy thì tạo được cái mặt hàng nó là một mặt hàng thiết yếu và nó cực kỳ dễ hỏng. Ví dụ như mặt hàng tươi sống thì người ta thường là nếu sử dụng nhanh á, ví dụ thịt đồ thì người ta để ngăn mát, nhưng mà sử dụng lâu thì người ta phải để ngăn đông của tủ lạnh, chứ không là nó sẽ bị hư hỏng ngay, vi khuẩn nó sẽ xâm nhập và nó sẽ phân hủy ngay. Cả cả rau cũng vậy em ha, đấy phải bảo quản đúng cách để thế nào. Ở đây người ta hỏi em là kể tên một số lương thực thực phẩm tươi sống hoặc đã qua chế biến được nè. Như vậy thì kể tên một số lương thực thực phẩm tươi sống hoặc đã qua chế biến, nghĩa là ở đây chúng ta thấy là gì nè, tươi sống ha, thực phẩm tươi sống như vậy thì thực phẩm tươi sống thì ví dụ như là rau nè, củ nè, quả hoặc là cá hoặc là tôm hoặc là trứng. Còn thực phẩm đã qua chế biến ví dụ như là cơm, thức ăn đóng hộp ha, hoặc là cá rán, khoai luộc được nè, đấy vân vân. Ok, chế biến nghĩa là từ những vật liệu ban đầu thì chúng ta chế biến thành những cái món ăn hoặc là những cái thức ăn được nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái trang 54 em nhé, trang 54. Ở đây người ta yêu cầu em là vận dụng là nêu một số cách bảo quản lương thực thực phẩm ở gia đình em. Thì ở gia đình em thì giống như nhà thầy thì ví dụ như là thường là bỏ vào đâu em? Thường là bỏ vào trong tủ lạnh. Nếu mà sử dụng ngay thì chúng ta nên bỏ vào ngăn phía trên, ngăn lạnh. Còn nếu như mà tại vì tủ thay ngăn lạnh phía trên, ngăn đông ở phía dưới, nên là nếu mà sử dụng 2-3 ngày mới sử dụng thì phải bỏ vào ngăn đông, thường là như vậy. Ở đây em thấy hình ảnh bánh mì bị móc nè, quẹt dâu tay bị hỏng nè. Nhưng mà lương rồi, ở đây người ta ghi, đây em ghi thầy chỗ đây, đông lạnh này, hút chân không, hun khói, sấy khô, sử dụng muối hoặc là đường đó nè. Thì gia đình mình là thông thường nhất đó chính là đông lạnh này. Được nè. Rồi. Còn thầy thấy ví dụ như nhà của các bạn người địa phương á, người đồng bào ấy mà không có tủ lạnh đó em, thì thường người ta ướp muối, sau đó người ta phơi khô ngoài nắng, ví dụ như bò chẳng hạn, thì người ta phơi gọi là bò một nắng nha, người ta phơi cho khô luôn. Nhưng mà ví dụ bò một nắng thì nó không còn dịu dịu thì chúng ta cũng sử dụng ngay, chứ nếu không thì nó cũng sẽ bị hư. Muốn mà để được lâu thì người ta phải phơi khô. À, ta đi sang phần luyện tập em nhé. Rồi, người ta hỏi các em là thực hiện điều tra về tính chất, cách sử dụng và cách bảo quản của một số lương thực, thực phẩm thông dụng theo gợi ý trong bảng này. Thịt bò tươi sống, cách sử dụng nấu chín, cách bảo quản trong tủ lạnh hoặc sấy khô. À, thì ví dụ như ở đây chúng ta lấy một số mặt hàng thiết yếu nữa, ví dụ như tôm đây. Thì cái thằng này cũng là tươi sống. À, thì đây cũng chỉ là nấu chín nha. Cách bảo quản là trong tủ lạnh hoặc sấy khô. Thì cái này em ghi cái câu này xuống ở đây giống y xì như vậy được nè. Hoặc là ví dụ như bánh mì, đây là đã qua chế biến này, đã qua chế biến cách sử dụng là chúng ta ăn trực tiếp nha. Ở đây chúng ta ghi là để nơi khô ráo chứ đừng là để dính nước em nha, tránh ẩm mốc, tránh ẩm mốc được nè. Còn trứng ở đây là tươi sống được nè, ở đây là nấu chín đây là trong tủ lạnh ha. Trong tủ lạnh được chưa, vậy ta rõ chưa nào?
Chúng ta đi sang phần tiếp theo. Tìm hiểu thông tin về một số lương thực thực phẩm địa phương em và chia sẻ thông tin với các bạn trong nhóm. Thì ở địa phương mình thì có những lương thực gì thì chúng ta, lương thực thực phẩm gì thì chúng ta chia sẻ. Ví dụ như ở chỗ thầy nha, thì có gạo này, mì này, là sắn đấy em, bò một nắng nè. Thầy ở Gia Lai đặc sản chúng ta là bò một nắng á, được không nào, vân vân. Thì ở chỗ mình có cái gì thì mình kể ra cái đó. Dù ở các bạn ở vùng biển thì em kể các hải sản, tôm hùm, tôm thịa chân trắng, càng xanh rồi đấy, ghẹ, rồi cua hoàng đế, tôm Alaska gì đấy, chúng ta kể ra ha. Còn tùy theo vùng mà, nói chung vùng mình sống mà có cái gì thì mình kể ra cái đó, được chưa nào. Rồi tìm hiểu thêm thế nào là một chế độ ăn uống hợp lý ha. Như vậy thì phần này á, để mà có chế độ ăn uống hợp lý á, thì thường là một ngày chúng ta làm mà chia là mấy bữa. Một ngày chúng ta sẽ ăn 3 bữa, đó chính là sáng này, buổi sáng này, buổi trưa và buổi tối. Đặc biệt là cái buổi sáng này rất quan trọng ta. Có một số bạn á, đặc biệt bạn nữ á, sợ mập thế là không có ăn buổi sáng, chỉ ăn buổi trưa với buổi tối thôi. Nhưng mà cái buổi sáng này rất quan trọng em nhé, buổi sáng cực kỳ quan trọng. Tại vì sao? Tại vì sau khi mà chúng ta ngủ một giấc dài 6 đến 8 tiếng đồng hồ thì cơ thể chúng ta, cái lượng thực phẩm trong cơ thể người chúng ta nó đã tiêu hóa hết rồi, nên buổi sáng ta rất cảm thấy rất là đói bụng. Mà cái em nhìn tới trưa nữa thì rất là nguy hiểm, khi đó nó sẽ bị tuột đường huyết và sẽ nguy cơ sẽ mắc một số bệnh nha, liên quan ví dụ như tiểu đường hay là một số bệnh khác, thì cho nó bị rối loạn các em. Còn chế độ dinh dưỡng hợp lý thì chúng ta phải ăn đầy đủ các chất, ăn đầy đủ chất này, đầy đủ chất, các em hiểu nào, ăn đầy đủ chất. Ví dụ như là ở đây phải có đạm này, tinh bột này, đúng không, tinh bột như cơm rồi đấy, đạm là thịt trứng cá, hay là chất xơ này, đó nè, vitamin này, đó, chúng ta phải phối hợp đầy đủ các cái loại này để mà nó cho chúng ta một cơ thể nó đầy đủ và phát triển một cách toàn diện và bình thường, các em hiểu chưa nào, vân vân. Ở đây vân vân là còn thêm nữa chúng ta kể đó nha, được chưa đấy. Như vậy thì về lương thực thực phẩm này, cái phần là nội dung kiến thức trọng tâm là nằm ở đây, các em sẽ ghi vào cho thầy các em nha. Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nha. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần chủ đề 6. Chủ đề 5 thì coi như bài số 8 và bài số 9. Bài số 8 ta nắm về vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu rồi. Bài số 9 ta nắm về lương thực thực phẩm thôi. Còn qua ở cái chủ đề 6 là hỗn hợp, thì qua cái phần này thì nó hơi khác khác so với những phần trước em nha. Đây thuộc phần hóa học này. Chúc em học tốt, các em nên đọc trước những phần này nha. Bye bye các em.